Thưa quý vị và các bạn, bão số 5 di chuyển phức tạp và tương tác với không khí lạnh nên có diễn biến khó lường. Để thông tin kịp thời về tình hình bão số 5. Và sáng nay, ngày 19 tháng 10, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đã tổ chức cuộc họp với các bộ, ngành, địa phương. Và lượng mưa trong đất liền giảm, nhưng người dân và địa phương tuyệt đối không chủ quan trước bão số 5, tránh các tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão đã di chuyển vào Vịnh Bắc Bộ và khả năng mạnh lên trong những giờ tới. Cơ quan khí tượng đã quan trắc được gió mạnh cấp 5, giật cấp 7 ở đảo Bạch Long Vĩ và nhận định khu vực hứng chịu gió mạnh nhất tập trung ở rìa mây phía bắc của cơn bão. Chuyên gia cho biết, sự tương tác của không khí lạnh tràn xuống vào ngày 20 tháng 10 có thể khiến bão đổi hướng và gây ra rông lốc, gió giật trên Vịnh Bắc Bộ. Sau khi tiến vào vùng biển Vịnh Bắc Bộ, hình thái này khả năng sẽ quay ngược lại, đi theo hướng Tây Nam và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và tan trên biển. Từ đêm nay, hoàn lưu bão gây ra đợt mưa cho khu vực phía Nam Đồng bằng và Đông Bắc của Bắc Bộ. Lượng mưa phổ biến từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Trạng thái mưa rông khả năng kéo dài đến hết ngày 21 tháng 10. Đồng thời, mưa lớn sẽ giảm dần và chấm dứt ở khu vực Trung Bộ. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết, Bộ đội Biên phòng các địa phương từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa đã phối hợp để thông báo kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 54.000 phương tiện với trên 246.000 người biết diễn biến của bão để chủ động di chuyển phòng tránh, thoát khỏi vùng nguy hiểm. Đến 6 giờ sáng ngày 19 tháng 10, còn gần 2.000 tàu với trên 7.700 lao động đang ở trong vùng nguy hiểm của bão và đang di chuyển phòng tránh. Kết luận cuộc họp, ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, Chính văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai nhận định, mặc dù dự báo cho thấy bão sẽ tan sớm trên biển và ít nguy cơ gây mưa lớn cho đất liền, nhưng các đơn vị tuyệt đối không được chủ quan. Một cái nguy cơ nữa là khi mà cơn bão đi lên trên ảnh hưởng trực tiếp đến cái vùng phía Đông Bắc Bộ ấy, là cái vùng mà Hải Phòng, Quảng Ninh, là khu vực này rất nhiều tàu du lịch. Đấy, mà trong cơn bão ở ngoài, trong bão thì không có vấn đề, nhưng ở ngoài rìa cơn bão thường có những cái rông lốc cục bộ, lốc xoáy cục bộ, đặc biệt là cái khu vực Quảng Ninh ấy, là nó chia cắt bằng cái đồi núi ở trên biển, là rất là xảy ra cái nguy cơ cao là rông lốc mà gây nguy hiểm cho tàu đánh cá cũng như tàu du lịch. Thậm chí là các lồng bè chòi canh đang nuôi trồng trên biển. Thì cái này là Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Mấy lị Thủy sản hết sức lưu ý việc này để cảnh báo người dân. Lãnh đạo Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai đề nghị sau khi mưa lớn giảm dần và chấm dứt ở miền Trung, đơn vị liên quan cần phối hợp với địa phương để hướng dẫn, hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.